chào anh chị, em là Lê Thị Kim Ngân, hiện tại đang là chuyên viên hoạch định tài chính tại văn phòng NetBay AIA. Dạ thì em rất vui mừng vì được cái chuyển đổi của em cũng khá tốt, là hiện tại là số tiền đã trên 50 triệu đồng rồi. Dạ cái sản phẩm này cũng tăng thêm quyền lợi cho khách hàng là thứ nhất, và kết nối cộng đồng để biết đến AIA nhiều hơn. Và cái sản phẩm này thì khi mà một cái khách hàng đăng ký thì không có phải mắc phí và được bảo vệ trong vòng 90 ngày luôn. Kể cả khách hàng cũ và khách hàng mới thì mình được đều tặng cái gói sản phẩm này. Tiếp cận khách hàng mới thì mình sẽ gọi data và giới thiệu tư vấn khách hàng để đăng ký cái sản phẩm Free Travel này. Và cái sản phẩm này thì mình đăng ký không có mắc phí và thêm quyền lợi nữa. Thì anh chị có thể kết bạn với em thì để em gửi cái link qua để cho mình tham khảo và mình đăng ký và mình có thể dành tặng cho người thân. Còn đối với khách hàng cũ thì mình cũng sẽ gọi điện tới và mình gửi. Thì là đây là một cái sản phẩm bên công ty em tri ân cho khách hàng đang hiện hữu và có thêm quyền lợi bảo vệ cho mình nữa và không có phải mắc phí. Chuyện từ chối thì nó không thể tránh khỏi rồi. Thì ở đây thì mình vẫn như cách cũ là mình đã kết bạn rồi, mình đã gửi link rồi. Thì sau đó mình sẽ liên hệ để cho khách nói là anh chị đã đăng ký chưa, thì có cần em hỗ trợ gì không, hoặc là anh chị có, trong quá trình đăng ký có trục trặc gì không để em hỗ trợ mình. Với lại cái sản phẩm này á, ngoài anh chị đăng ký thì mình có thể đăng ký cho thêm người thân hoặc tặng cho thêm bạn bè được 2 suất đăng ký nữa mà không có phải mắc phí luôn. Thì khi mà khách hàng đã đăng ký thành công rồi thì đó là sẽ đổ về cái hệ thống iList của mình. Đó sẽ là những cái khách hàng tiềm năng. Thì từ những cái khách đó mình sẽ gọi điện để chăm sóc họ và giới thiệu thêm cái sản phẩm công ty đang có là những cái sản phẩm chính. Ngoài cái gói tai nạn thì hiện tại anh chị đã đăng ký thì đã được bảo vệ trong vòng 90 ngày rồi. Thì bây giờ mình mua thêm cái gói sản phẩm kia nữa thì nó sẽ có thêm quyền lợi song đôi với nhau luôn.